Chào bạn, đây là con lens Mirror 85mm f/1.8 dành cho full frame và có autofocus. Nó sẽ có các ngàm cho Canon EF, Sony FE và Nikon F. Với từng ngàm thì cái hộp và con lens nó sẽ có đôi chút khác biệt nha. Và đây là con lens dành cho ngàm Sony full frame. Bên ngoài hộp thì sẽ có một vài thông tin, là ví dụ như là con lens này sẽ có chín thấu kính chia làm 6 nhóm. Khẩu độ lớn nhất là f/1.8, khẩu độ bé nhất là f/22, có autofocus là lens nét tự động nè. Tiêu cự là 85mm. Khoảng cách lens nét gần nhất là 85cm. Và đây là nhân vật chính của chúng ta nhé. Thì nó có chín lá khẩu nên bokeh thì cực kỳ mềm và mượt. Phi là 67mm. Và con lens này thì nó cực kỳ nhẹ luôn. Đây mình sẽ mở con hút, cái hút này cho các bạn xem. Nó nặng chỉ khoảng là 386g mà thôi, rất là nhẹ. Nó sử dụng công nghệ là STM. Với công nghệ này thì lấy nét cực kỳ êm ái và nhanh, mượt. Không có bị tình trạng cọt kẹt đâu. Trên thân lens sẽ có công tắc gạt AF và MF. Ở đuôi lens sẽ có cái chuỗi USB để các bạn update firmware. Với con lens này thì sẽ được tặng kèm hút bonsai như thế này. Nếu các bạn nào cần mua thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại này hoặc là fanpage Bẻ Thị San Việt Nam. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển, mình sẽ để bên dưới và có hỗ trợ trả góp cho các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn.